Dạ vâng, em lại xin được kính chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Chu Du Audio. Có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang và số điện thoại là 0378 030 730. Thì trong video ngày hôm nay thì cũng rất là vui vì em lại mới về được một chút cái mic. Đây này, hôm nay em mới dọn được 3 bộ các bác nhá, 3 bộ. Em cũng về là khá là nhiều, nó khoảng hơn 20 bộ cơ. Thì hôm nay em mới dọn được 3 bộ, nó cùng một loại các bác nhá. Thì em về đợt này nó là mic nhưng mà nó mic thu bên kia là nó có 3-4 loại cơ. Thì em sẽ lên từng loại một để cho các bác. Đấy. Thế còn em đã test xong xuôi hết rồi. Thế nhưng mà em sẽ lên từng loại một để cho nó chi tiết các bác nhá. Đấy. Thì hôm nay em có 3 bộ này. Một bộ là CAF này. Một bộ CAF này các bác này. Đấy. Và hai bộ là AOQI này. Đấy. Thì đây là một dòng mic của mà do hãng của Bayer sản xuất các bác nhá. Đấy, đây là do Bayer công ty Bayer sản xuất các bác nhá. Và do các cái công ty này người ta đặt Bayer sản xuất. Và đây là Bayer vỉ xanh các bác nhá. Đây là dòng Bayer vỉ xanh. Có tự ngắt các bác nhá, dòng 6 số tự ngắt. Bayer vỉ xanh các bác nhá và dòng 6 số tự ngắt các bác nhá. Đấy, thì hôm nay em vừa dọn được 3 bộ. Đấy, nó cũng khá là đẹp. Tất cả nó còn zin 100% các bác nhá. Đây, như là AOQI này. Đấy, tất cả những cái này nó còn nguyên chữ trên này. Đấy. Đấy, ba bộ này là giống nhau 100% các bác nhá. Đây. Hai đầu thu này là mang cái thương hiệu AOQI. Đây đây các bác nhá. Và một bộ là CIF thì nó đầu thu nó giống hệt nhau. Đấy, đầu thu giống hệt nhau chỉ khác tên thương hiệu thôi. Cái này là do đấy, con CIF này là mã MH666 VIP này. Đấy. Tất cả đều là sóng UHF các bác nhá. 740 790. Đấy. Đây là tay của bộ CIF các bác nhá. Thì trên cái giọ của nó cũng vẫn còn chữ đây. Đấy. Tay thì có xước sát theo thời gian sử dụng. Đấy, không xước nhiều, nói chung là xước sát theo thời gian. Để em quay chi tiết các bác nhé. Đấy. Vì hàng bọn em bán ra là quay phải chi tiết để cho các bác chơi. Đấy, nó là dòng Bayer vỉ xanh tự ngắt, đấy, 6 số tự ngắt các bác nhé. Đấy. Rất đẹp, nói chung còn khá là đẹp luôn. Tay sơn zin 100% các bác nhé. Em bao zin 100% tất cả. Đấy. Em bao zin 100% cho tất cả các bác nhé. Chỉ có 3 bộ thôi. Ở đây em sẽ mở nội thất cho các bác. Em mở để làm sao để cho các bác biết rằng đây là tất cả những bộ này đều giống nhau các bác nhá. Đấy, vỉ xanh, nó dòng này là đầu dòng này là dòng hộp sóng to các bác nhá. Đấy, hộp sóng to này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, sẽ quay cho các bác đây. Đời sản xuất là con CIF này là sản xuất vào 28 tháng 4 năm 2016 này. Các bác nhìn thấy mã chữ BS này. Đấy, công ty viết tắt của chữ BioVS này. Đấy, tất cả các cái dòng mic do công ty Bayer sản xuất sẽ có chữ BS ở đầu này. Đây. 28 tháng 4 năm 2016. Rõ ràng là hai công ty khác nhau nhưng mà sản xuất sẽ là bên sản xuất cùng ngày này các bác này. Đấy, các bác thấy không? 28 tháng 4 năm 2016 này. Đây, bộ này. Đấy, AQ909 này. Bộ này là CIF này. Nhưng mà sản xuất cùng ngày luôn này, bên vỉ giống nhau này. Và cái này là thu cùng một chỗ các bác nhá. Đấy, cùng một đơn vị lắp đặt hệ thống karaoke luôn ở bên kia luôn, ở bên nước ngoài luôn. Đấy, các bác thấy không? Mặt mũi thì nó không khác nhau một chút nào luôn các bác nhá, không khác cả một tí nào, chỉ khác mỗi cái tên thương hiệu này thôi. Đấy, do người ta đặt thôi các bác nhá. Đấy, mic bãi xịn. Vỉ xanh đậm đấy. Hộp sóng to các bác nhá, đây là hộp sóng to. Đấy, thì cái dòng Bayer vỉ xanh thì thi thoảng mới gặp được cái hộp sóng to này các bác nhá. Thi thoảng mới gặp một hộp sóng to này, còn đa phần là hai hộp sóng nhỏ các bác nhá. Đấy, đa phần là hai hộp sóng nhỏ một bên. Đấy, thỉnh thoảng mới gặp được cái lô hộp sóng to này. Đấy, hàng rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp và rất là chất lượng luôn. Đấy. Thì em chỉ có 3 bộ này thôi. Hôm nay em bán giá gọi là giá sập sàn ở tại thời điểm này các bác nhá. Các bác lưu ý là tại thời điểm này thì chưa thời điểm nào mà nhập hàng khó khăn đến mức độ như vậy. Khẳng định các bác là ở tại thời điểm này rất ít đơn vị về được hàng, rất ít đơn vị về được hàng. Đấy. Đa phần là hàng đã tồn ở trong năm, một số anh em làm to làm là lớn, người ta tồn hàng ở trong năm người ta phân phối ra thôi. Còn rất ít đơn vị về được hàng ở cái thời điểm này. Trong khoảng 20 ngày về đây là gần như không có đơn vị nào về được hàng. Đấy, biên rất là khó khăn vì bên Trung Quốc người ta vẫn là zero covid, người ta kiểm soát rất là chặt chẽ. Thứ hai là hiện nay thì tiền tệ đang bị mất giá rất là trượt, đang bị lạm phát do là xăng dầu thế giới các bác biết rồi, do chiến tranh Nga Ukraine. Đấy. Tất cả nó đều lên giá rất là nhiều. Thứ hai là biên căng cước cao, mặt các mặt hàng bên kia người ta báo giá lên cũng rất là cao do là bên kia người ta đi tháo phòng rất là khó khăn. Đấy. Đấy, nên là hàng bãi bây giờ hiện tại thời điểm này rất là khan hiếm các bác nhé. Đấy. Thì hôm nay em chỉ có 3 bộ này thôi Bayer. Thì bình thường các bác biết rồi, Bayer bình thường đã bán tầm cỡ 1.750.000 đến 1.800.000 rồi. Đấy, Bayer vỉ xanh. Mà ở thời điểm này thì các bác biết rồi, nhập hàng rất là khó khăn. Thì đương nhiên đáng lẽ ra thì bọn em phải bán rất là cao.
Đấy, vì là hàng rất là khó khăn. Thế nhưng mà hôm nay em có 3 bộ này. Đấy, em đang muốn bán để tương tác kênh. Đấy, các bác nhé. Đấy, kênh của em thì thời điểm vừa rồi là không có hàng nhiều, bởi vì là hàng bọn em không nhập được hàng. Nên là kênh nó tương tác nó hơi chậm, thì bọn em muốn bán để tương tác kênh. Thì 3 bộ ngày hôm nay em bán cho các bác giá thực ra là gần như không có lãi ở tại thời điểm này luôn. Đấy, em bán cho các bác giá là 1.600.000 một bộ các bác nhé. 1.600.000 một bộ. Em bao ship này, em tặng đầy đủ chống lăn này, em tặng rắc 6 ly này, dâu nguồn đầy đủ các bác nhé. Đấy, đầy đủ tất cả phụ kiện theo mic các bác nhé. Đấy, đối với bên em thì là pin là không có các bác nhé. Và tại thời điểm này bác nào muốn mua pin cũng không có, bởi vì pin đang cháy hàng, không thể nhập được hàng về tại thời điểm này. Đấy, nếu có về thì chắc cũng phải cỡ 10-15 hôm nữa thì mới về được đến đây. Đấy, thời điểm này là không có hàng các bác nhé. Đấy, không, gần như không nhập được hàng luôn. Đấy, tại sao mà em vừa rồi em phải bán cả đầy, em bán dòng đầy mới, em phải nhập dòng đầy mới mặc dù giá nó hơi cao. Thứ hai là em không chuyên về hàng mới, nhưng mà thời điểm vừa rồi em vẫn phải nhập hàng mới, bởi vì hàng mới thì vẫn về được, nhưng hàng bãi thì về rất khó khăn các bác nhá. Đấy, tại thời điểm này thì em về được rất ít hàng bãi. Đấy, các bác nào mà chốt thì nhanh tay các bác nhá, có 3 bộ thôi. Đấy, 3 bộ này em bán đồng giá nhá, vì nó là một loại các bác nhá, nó là một loại, và nói chung là chân tay thì đều có vết xước theo thời gian như nhau. Đấy, vết xước theo thời gian như nhau, và còn lại là tất cả em bao zin. Đối với mic bãi mà như thế này thì các bác cũng biết là quá đẹp rồi, người ta sử dụng từ năm 2016 đến bây giờ, 2016 2017, cứ gọi là 2017 đi. Đấy, cứ gọi là 2017 đi, bởi vì là đây là sản xuất là 2016 thì cũng là 2017 mới sử dụng đi. Đấy, thì các bác biết rồi. Như thế này là người ta quá là giữ gì này. Đấy, tự ngắt các bác nhá. Khi các bác cầm lên thì nó sẽ sáng đèn màn hình. Các bác đặt xuống của 3 đến 5 giây. 3 đến 5 giây thì nó sẽ ngắt tiếng. Đấy, khi các bác nhìn thấy trên màn hình nó mất cái loa này, có nghĩa là nghĩa mute đấy, các bác thấy không? 3 đến 5 giây thì nó sẽ mất cái loa này. Đấy, khi các bác em cầm lên này, em các bác để ý này. Em cầm lên thì nó sẽ hiện cái loa lên, lúc đấy các bác sẽ hoạt động bình thường. Đấy. Và tất cả này đều có báo pin. Báo pin ở trên tay mic này, và có báo pin khi mà em cầm lên thì kết nối thì nó sẽ báo pin cả trên đầu thu, báo sóng và báo tiếng. Đấy, đấy, khi mà nó mute nó sẽ mất, lúc này thì các bác nói nó sẽ không vang vọng vào nữa các bác nhé. Và các bác để quên sau khoảng 10 đến 15 phút thì nó sẽ tự động tắt nguồn. Đấy, mic rất là ok, rất là hay luôn, dòng Bayer thì không có một ai chê rồi. Và không để các bác chờ lâu, em sẽ alo thử tiếng mic cho các bác nhé. Em alo thử tiếng mic nhỉ, con này tiếng khá là dày, khá là chắc tiếng các bác nhé, và đặc biệt hát rất là nhẹ. Đấy. Đi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đi 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Còn những cái dòng bay hơn này thì sóng cũng khá là ổn định các bác nhá, để cho các bác làm kẹo kéo, làm karaoke di động, hoặc là làm đám cưới nhỏ, làm đám cưới, làm những sự kiện nhỏ và vừa, thì các bác làm những dòng này cũng rất là ok, tiếng hay, ổn định, và đặc biệt nó rất là lành tính. Đối với những dòng mà do công ty Bayer sản xuất thì nó rất là lành tính các bác nhá. Tất cả là em bao nhá, em bao zin, lấy pin là không gãy các bác nhá, lấy pin là còn nguyên vẹn này, tất cả zin 100%. Và đây dọ cũng là tất cả là dọ zin các bác nhá. Đấy, dọ tất cả là dọ zin. Đấy, dọ tất cả là dọ zin, thì nó có tất cả, thì em cũng báo luôn là nó có xước sát theo thời gian một chút, chứ không thể nào được như mới được đâu các bác nhá. Có xước sát theo thời gian một chút, không thể nào mà như mới đét được đâu. Đấy, nhưng mà thực sự đây là một lô mic cũng em khá là hài lòng rồi, bởi vì sơn zin 100% các bác biết rồi, nó như thế này là quá ổn định rồi. Đấy, quá đẹp rồi, không có gì để chê trách. Mà đặc biệt em bán cho các bác giá thời điểm này là gần như không có lãi. Gần như không có lãi các bác nhé. Thời điểm này biên về gần như các bác thấy rồi, em làm rất là nhiều mic mà từ Tết rồi em không nhập được mic. Duy nhất có lô đầu thu nhỏ BF là về được khoảng 60 bộ. Cả BF G11 và cả BF VIP 50 là về được khoảng 60 bộ. Còn lại là vẫn ngồi im, không nhập được thêm lô nào nữa cả. Em không biết bao nhiêu khách đặt mic Bayer nhưng mà không về được. Không về lỗi các bác nhé. Đấy, thì các bác đi qua nhớ cho em xin nút like các bác nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên em các bác nhé. Rồi, hôm nay có 3 bộ, giá là 1.600.000 bao ship, tặng đầy đủ phụ kiện cho các bác. Đấy. Alo thử tiếng mic nhé. Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ. Nè, 1 2 6 7 8 9 10. Với mây trời xa xíu bước em đi. Đê, tiếng rất hay các bác nhé. Bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730. Thì tới này em sẽ có khoảng độ gần 20 bộ mic lẻ lẻ, thì em bán giá cũng khá là hấp dẫn cho tất cả các bác. Giá gần như là hấp dẫn nhất tại thời điểm hiện nay để cho các bác chơi. Bác nào đang thiếu mic thì các bác có nhu cầu được bác liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em để mua cho mình được những bộ mic giá hợp lý nhất tại thời điểm bây giờ. Đấy. Con này thì đây nó dòng Bayer rồi, Calung, rắc Calung các thứ đầy đủ các bác nhé. Rắc Calung nói chung là Bayer thì là 100% nó như nhau rồi, không có cái gì khác nhau cả. Đấy, nó chỉ có khác tên, khác đời, khác cái thiết kế một chút thôi, chứ còn về cái tổng quan thì nó gần như là giống nhau 100%. Đấy, về cái độ chất âm và sóng sánh các thứ là nó giống nhau rồi,
để các bác an tâm mà chơi thôi. Thì ok, video em cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.